Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình và mình là của Ika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ truyện tới từ nhà xuất bản ABM nha các bạn. Đây là những bộ truyện được xuất bản ở tuần 2 và tuần 3 của nhà xuất bản ABM. Chúng ta sẽ có Cô Gái Nơi Xứ Ngoài tập 6, tập 7 nha các bạn. Rồi Hoa Sẽ Nở tập 5, tập 6. Ski Bằng Bên tập 6 nè. Chúng ta có tập 13 của Tokyo Revenger phiên bản 2:1 và Character Book của Tokyo Revenger tập 2 nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Và bây giờ mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình đi review chi tiết hơn về từng tập truyện nha các bạn. Phần tiếp theo chúng ta cùng khám phá Rồi Hoa Sẽ Nở Loom Into You tập 6 nha các bạn. Đối với tập này chúng ta được tặng kèm đây. Đây là cái gọi là cái búa ba lớp nha các bạn. Khá là xịn sò nha. Mình rất thích quà tặng của IBM luôn sáng tạo và mới mẻ nha các bạn. Chúng ta được một cái bì rời đây. Có bì rời ha, một số trang giấy bên trong nè. Giấy được in trên giấy BB80 nha các bạn. Đây là cái bìa của chúng ta. Bìa được cán bóng nha các bạn. Đó, một bìa trải ra chúng ta được một bức tranh hoàn chỉnh luôn. Đây là phần mặt trước nè, đó phần gãy, phần mặt sau nè. Đây là phiên bản đặc biệt mới được có quà nha các bạn, còn phiên bản thường sẽ không có quà nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá bìa keo bên trong. Bìa keo bên trong là bìa keo màu nha. Đây phần mặt trước, phần mặt sau nè. Bìa keo khá xịn sò, bên trong chúng ta sẽ có thêm trang màu. Đây là trang màu nè của tập 6 nha các bạn, và thêm một trang màu phụ lục nữa. Còn bộ của bên trong sẽ là giấy trắng đen, không thêm trang màu nữa các bạn. Rồi Hoa Sẽ Nở Loom Into You tập 6, vở kịch của học sinh chính thức bắt đầu. Đây chính là mục tiêu, đồng thời cũng là bến đỗ cuối cùng mà Toko phải nỗ lực hết mình chậm tới. Liệu kịch bản chứa đựng mong muốn của You sẽ đem lại điều gì cho Toko? Mời các bạn theo dõi vở kịch của học sinh trong tập 6 Rồi Hoa Sẽ Nở. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.